khiến cho lòng anh thêm chê vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Mà Ngân nè, cho dù chú Khôi với Thiên Ý không có kết hôn với nhau, nhưng mà giữa con và chú Khôi á cũng không thể đến với nhau được đâu nha con. Mẹ, sao mẹ nghĩ vậy? Con bây giờ lớn rồi, đâu phải là con bé Ngân không hiểu chuyện của 3 năm về trước đâu. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng mà lớn tuổi không có nghĩa là người trưởng thành đâu nha. Con gái của mẹ không những là trưởng thành mà còn là một quý cô xinh đẹp và thông minh nữa. Đây, rót cho. Gì mà gõ gõ quá chút xíu à, đổ nước cho uống nè. Rồi, con uống đi. Gì đâu, cái gì mà giận hờn cái gì vậy? Lèm bèm gì, có chuyện gì không? Thiệt á, em tức chết luôn á. Tức cái gì, có chuyện gì? Thì thằng Lộc nhà anh đó, đáng lẽ cái vụ vừa rồi là nó phải gom phần hết về cho gia đình mình, tự nhiên nó đi chia cho con Thiên Ý. Rồi như vậy là tiền nhà bển về lại nhà bển rồi. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Tưởng em giận anh chuyện gì rồi rót nước không uống rồi gõ ly chứ. Cái chuyện Lộc á, nó làm cái gì nó cũng tính toán rồi, vì nó lớn rồi. Nếu mà em có thắc mắc á, em thấy không hợp ý phải không? Hỏi nó là nó ra hết chứ gì đâu mà giận hơn. Mà cái chuyện này là nó tự ý nó làm, nó có bàn bạc với anh với em đâu. Rồi, nó tự quyết rồi đó anh. Trời ơi, thì đúng rồi. Em sao vậy? Công chuyện của nó thì nó phải có quyền quyết định chứ. Bây giờ em bắt nó làm, em ra lệnh nó làm, mà em không cho nó có quyền quyết định, rồi có cái gì em lại bắt nó là phải chịu trách nhiệm, làm sao mà được? Phải để nó tự quyết đi chứ. Gì vậy? Trời ơi, vậy cũng giận hả? Không có dám giận. Nói ra là anh binh con anh à. Thôi em có quan trọng với cha con anh đâu. Thôi được rồi, cha con anh muốn làm gì làm đi. Trời đất ơi, không phải là anh binh giật con anh. Anh binh giật rồi đó. Không có, nhưng mà em phải nghĩ nè, dù sao bậc cha mẹ cũng phải để cho con tự quyết. Nó muốn làm thì nó làm. Cái gì mình cũng dạy dỗ nó, cái gì mình cũng quyết định, cái gì của mình cũng ra lệnh hết, thì làm sao nó lớn khôn được. Ủa, chứ giờ nó làm sai mình cũng ủng hộ nó hả? Trời ơi, anh quên là hồi xưa nó quậy phá như thế nào, nó ăn chơi trác táng ra sao. Không có em bên cạnh anh hả là anh tăng sâu anh chết gì nó lâu rồi. Trời đất ơi, cái chuyện nó là xưa lách xưa lơ rồi. Thấy không, bây giờ nó thay đổi hết rồi. Từ hồi nó vô nó làm á, em thấy nó tốt lên không? Thấy không, đâu có gì đâu. Nè, ví dụ anh còn thắc mắc phải không? Thấy eo ép vậy em á, thì đợi nó về đi, rồi em hỏi. Nếu mà nó ép em á, anh nói một tiếng cho, được chưa? Vậy nha. Nè, thằng mang cầu nha, anh lậu chưa? Hình như nó còn sống. Đã nghe tiếng rồi, yêu đời với ta. Bả đi chơi với anh Nam về đúng không? Đâu, có đi chơi gì đâu.
Người ta đi làm mà. Đi đâu? Đi làm gì mà đi hai về một? Thì chia tay rồi. Cái gì chia tay? Giận chia tay rồi. Nhìn cho tôi hả? Hoài đi chia tay á là anh Nam đi qua mấy cái vườn rau organic á, liên hệ với người ta để lấy thêm nguồn cung ứng. Còn tôi đi về nhà, tôi báo cho bà biết thông tin vậy thôi, chứ làm sao mà chia tay được. Ê, mà tôi thấy á, dạo này anh Nam tiến bộ lắm nha. Trời ơi, điều tất nhiên bà nói gì vậy? Ông Nam á, thật ra là ông siêng làm, siêng học lắm. Chẳng qua là trong chuyện tình cảm thì cũng hơi khù khờ chút xíu thôi à. Trời ơi. Bị gì vậy? Chó mắt. Hả, sao chó mắt? Đôi mắt của bà đó làm cho tôi chói. Nhắc về anh Nam, cái mắt sáng rực sáng rỡ à, như là đèn điện cao áp gì đó. Ê, cầm. Thí dụ như mà buổi tối á, cái tôi nhắc về anh Nam với bà, cái mình khỏi mở đèn, sáng rồi đỡ tốn điện. Bà chọc người ta hoài à. À đúng rồi, người yêu người ta, người ta phải tự hào chứ. Trời ơi. Nhưng mà nói thiệt, thấy hai người hạnh phúc tôi cũng vui. Nhưng mà nhớ đừng có quên nhỏ bạn thân này nha. Bạn là ai vậy? Ủa sao bạn là ai? Không biết nhớ luôn à. Giỡn thôi à, nghĩ sao mà quên bà không biết nữa à. Nè, giỡn nãy giờ đủ rồi. Coi mail chưa? Mail gì? Công ty Thiên Trường gửi cho mình đó. Ủa, gửi gì vậy? Thì sáng nay mới gửi nè. Họ mời mình tới để bàn về lần hợp tác sau, với lại bổ sung vài điều khoản yêu cầu này nọ. Như vậy là liên quan tới phần marketing rồi. Marketing thì bà cứ đi đi. Nếu như bà ngại á, thì thôi. Tôi không nên ngại mới đúng. Wow. Tới bây giờ tới tôi chói mắt nè. Bạn tôi trưởng thành rồi nha. Giỏi. Dĩ nhiên Ngân bây giờ đã trưởng thành rồi. Xinh đẹp hơn, giỏi hơn. Đúng không nè? Đúng rồi. Vậy bạn Ngân xinh đẹp, giỏi giang ơi. Ê, vậy là vậy thì thành công đó. Vậy thì thành công nhất lịch sử luôn. Bạn Ngân xinh đẹp, giỏi giang ơi. Bạn Ngân vậy thì thành công ơi. Có cần bạn Cầm giúp cái gì nữa không? Bạn Cầm chuẩn bị cho nè. Giúp thì chắc là... À, đúng rồi. Sáng nay bà với anh Nam đi qua mấy cái vườn rau organic á, rồi có thêm cái nguồn cung cấp gì nữa không? Mặt hàng gì mới không thì có gì viết ra cho tôi đi. Để tôi sẽ ghi một bản số liệu cho bà. Nhớ làm nhanh á. Dạ. Thôi, mấy người mà trưởng thành là đừng có đụng vô cái này. Lo trưởng thành đi, tôi vô tôi nấu cơm. Vậy tôi ngồi đây. Để tôi nói chuyện điện thoại với anh Nam nha. Vô duyên quá. Dì Tương. Dạ con nghe nè dì Tương. Thiệt hả dì Tương? Dạ. Mừng quá à. Con đợi bữa giờ người ta mới trả nhà. Dạ được rồi. Để con dọn dẹp đồ đạc sắp xếp, rồi con chuyển về nhà cũ nha dì Tương. Dạ con cảm ơn dì Tương nhiều. Dạ. Cuối cùng cũng được dọn về căn nhà cũ của mình với mẹ trước đây rồi. Lạ nha. Hôm nay đích thân qua tới phòng của em luôn. Công việc mà. Ai qua phòng ai mà không được. Anh qua đây muốn nói chuyện gì? Chị nói với em việc tiếp tục hợp tác với công ty Thiên Thanh. Em đã cho các bạn gửi mail qua bên đó rồi. Giờ họ sẽ qua bên đây bàn bạc. Đúng như ý của anh. Anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Anh yên tâm đi. Em luôn hiểu là anh muốn gì mà. Em làm cho anh bất ngờ quá. Anh nghĩ là em ghen hả? Em luôn muốn chuyên nghiệp hơn trong lúc làm việc mà. Em nghĩ được vậy thì tốt rồi. Dù sao thì gia đình của em cũng có cổ phần trong công ty mà. Tất nhiên là em phải cố gắng vì nó hết sức mình chứ. Đúng không? Thôi, anh về phòng làm việc đây.
Chào dì. Sao con về trễ quá vậy? Hả? Dì chờ con muốn chết biết không? Dì chờ con có chuyện gì vậy? Con còn hỏi là chuyện gì nữa hả? Tại sao con lại chia cho Thiên Ý quá nhiều như vậy? Dì không hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ con muốn phá Thiên Trường hay là con muốn kiếm tiền cho Thiên Ý đây? Có chuyện vậy thôi mà dì lo lắng như vậy hả? Ồ, chuyện này không đáng lo thì còn chuyện gì đáng lo nữa hả con? Dì à, muốn câu cá thì mình phải có mồi, muốn bắt đại bàng thì mình phải có một miếng thịt ngon, mở màn thì nó mới tới với mình hoài chứ. Mở màn đâu, dì chưa thấy gia đình mình nhận được miếng nào hết, mà chỉ thấy là con chia cho Thiên Ý phần hơn rồi. Muốn lợi nhuận lâu dài thì mình phải chịu thiệt trước mắt chứ gì. Còn nếu muốn thu phục người ta thì mình phải đối xử người ta thật là tốt. Con nói hay lắm. Dì chỉ sợ con để cho người ta ăn riết, người ta quen hơi, rồi người ta chửi ngược lại con là ngu. Con nghĩ như vậy cũng tốt mà dì. Tốt à? Chính xác. Bởi vì đối phương không biết mình như thế nào, không hiểu rõ về mình thì mình dễ chiến thắng. Ok, nhưng dì chỉ hy vọng con sẽ luôn ghi nhớ mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Dì yên tâm, không cần phải nhắc nhở con điều đó. Muốn chơi cờ giỏi thì phải điều khiển tốt cả con tốt đến con tướng thì gì ạ? Cảm ơn các cô đã đồng ý tới đây. Chắc là chúng ta không cần phải giới thiệu gì về nhau nữa đâu ha. Cô cứ vô thẳng vấn đề luôn đi. Ừ. Thì ngày hôm nay tôi hẹn các cô đến đây để bàn công việc mà. Lần hợp tác này, bên chúng tôi yêu cầu bên các cô phải cung cấp gấp đôi sản lượng so với lần trước. Không biết là bên các cô có đáp ứng được không? Cô cứ yên tâm, về cả số lượng và chất lượng, chúng tôi đều sẽ đảm bảo cho Thiên Trường. Việc gia tăng số lượng nhiều như vậy, bên cô sẽ cung cấp như thế nào? Rồi số lượng có ảnh hưởng gì tới chất lượng hay không? Kỹ sư bên công ty chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn cao, nên quý công ty cứ yên tâm. Ở lần hợp tác này, có một số điều khoản thay đổi. Là nếu như bên B cung cấp hàng hóa bị trễ so với thời gian quy định, thì phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Vậy nếu như bên A thanh toán chậm trễ cho bên B, thì trong hợp đồng, bên A có bồi thường gấp 3 lần cho bên B hay không? Cô được lắm. Điều kiện bồi thường còn phải liên quan tới sản phẩm. Nếu như mà sản phẩm bên cô không đảm bảo về quy cách, thì làm sao cô có thể yêu cầu gì bên tôi? Vậy thì bên cô phải đảm bảo kiểm định hàng hóa bên tôi gửi qua trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu vượt qua thời gian này, rau bị héo, kém chất lượng hay trọng lượng, bên tôi sẽ không đảm bảo đâu. Chúng tôi là bên A, có quyền đòi hỏi những yêu cầu về hợp đồng đối với bên B mà. Bên B sẽ đồng ý ký hợp đồng với bên A khi bên A có những điều khoản hợp lý. Hợp đồng là quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên mà. Tôi đồng ý với Ngân. Chúng ta sẽ ký hợp đồng theo những điều khoản cũ. Giám đốc Khôi phụ trách về kỹ thuật và chất lượng, chắc là không cần phải giới thiệu thì Ngân cũng biết đúng không? Tôi hy vọng là các cô sẽ hợp tác với Thiên Trường, chứ không phải là hợp tác riêng với giám đốc Khôi. Hợp đồng có chữ ký của cô, nên là chúng tôi cũng không thể làm việc riêng với giám đốc Khôi. Tôi mong là lần hợp tác này cả đôi bên đều vui vẻ.
dọn dẹp nhà rồi. Từ lần trước nó mệt lần này hết thiệt, tôi nghĩ là hôm qua tôi chạy 100 km hay sao, giờ người tôi nó uổng rụng mà không cầm nổi cái. Bà làm gì vậy? Quét phụ bà nè. Đâu nhìn coi quét cái gì vậy hả? Quét gì vậy? Bà móc phụ về thì khỏi phụ luôn nha. Đã mệt mỏi rồi nhìn bà luôn. Không nè, 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 bụi nè, nó không đi nữa. Cái gì mà khó tính như vậy? Tôi nói thiệt nha, đừng có làm biến. Lâu lâu bạn nhờ có chút xíu à. Tôi mà có con dâu như bà, một ngày tôi quýnh 8 bận á. Có mẹ chồng như bà tôi giá sướng hơn. Nhìn cái mặt là đáng sợ rồi. Không mệt thiệt luôn á. Ủa, tôi nói đã rồi hết trơn luôn à. Cái gì lát à, tôi đấm bóp massage cho ha. Thôi, được rồi. Tôi cảm thấy tôi làm gì khỏe hơn bà đấm bóp massage, tôi quá mệt. Sợ lắm. Thông cảm cho tôi đi. Tôi phụ bà từ nãy giờ rồi, thì giờ tôi ngồi tôi làm việc của tôi một chút. Còn góp công đoạn cuối cùng đó thôi mà cũng than nữa. Làm bèm vậy thôi chứ đâu dám than thở gì với chị đâu, em làm hết. Đây là lần cuối cùng tôi nhờ giả bà dọn nhà được chưa? Ừ. Tại vì đợt trước tôi về bất chợt, không có báo gì dì Tư. Nên cái nhà này dì Tư cho người ta thuê. Bây giờ hết hợp đồng dì Tư lấy lại cho tôi thuê đó. Ráng phụ bạn lần này đi nha. Thôi, dám nói gì đâu. Thầy bây giờ á, có một hot boy cứ rù rì rủ rỉ bên tai của dì Tư. Thì bây giờ á, cái nhà này á mà cái hợp đồng còn mấy năm nữa, dì Tư cũng cắt hợp đồng để cho mấy người thuê. Hay quá ha. Ủa mà sao để ý anh Phát vậy? Bộ Ê, không được bồ của bạn nghe chưa? Đây này nè, có phải yêu rồi chứ bộ. Chỉnh lại nha, không phải bồ của bạn nha. Anh Phát đối với tôi thì giống như là anh em kết nghĩa vậy đó. Để coi. Với lại tôi cũng có bồ rồi, tự nhiên á nghĩ anh Phát làm gì. À, đúng rồi. Tự nhiên nhắc tới bồ mình luôn. Anh Nam đâu? Thì ổng có tay có chân, ổng có đi đâu đi, sao tôi quản được. Không quản được, không quản được mà. Nay đi đâu đó? Sao nay không nói với tôi? Đi đâu mà từ sáng đến giờ mới về vậy hả? Hình như ngày nào anh đi đâu mà không báo cáo với bà là bà đều hằng học anh như vậy đúng không? Thôi. Tôi là một cô gái dịu hiền, nết na, không bao giờ lớn tiếng với ai cả. Bà đừng làm như là tôi ăn hiếp ông Nam lắm vậy đó. Ừ, vậy mà ha, nhiều khi tôi nghe một cái câu văng vẳng bên tai vậy nè. Nam đâu rồi? Trời, muốn điếc cái lỗ tai luôn á bà cầm. Chẳng qua tôi quan tâm anh Nam thôi. Ừ, tại vì không. Ê, làm gì vậy? Uống nước, bà mua cho tôi 2 ly nước, không cho tôi uống nó tan đá hết làm sao? Nhà này thiệt á, ngoại trừ tôi là người lớn, hình như có 2 đứa con nít, một là ông Nam, 2 là bà đó. Cầm cái chổi dơ mà chà vô tay vậy nè, xong rồi cầm ly nước lên uống. Mất vệ sinh. Nãy giờ nói chuyện với bà không để ý chổi này chứ sao mà. Thôi đánh, chui vô mặt tôi, thôi. Không cho uống nước nha, thì rửa tay mới uống. Biết rồi nè, chưa. Nhưng mà nói thiệt nha, từ khi quen anh Nam á, cảm thấy anh Nam dễ thương thiệt luôn á. Hồi xưa á, tự nhiên cãi ổng hoài sao không thấy được sự dễ thương. Nói chung là thầm mến thôi, nhưng mà khi mà quen rồi mới thấy nhiều cái dễ thương của ổng lắm. Thôi đi, nghe khen nhau ngọt ngào nổi hết da gà nè. Ồ, thì bây giờ người yêu của người ta thì người ta thấy dễ thương. Với lại ha, yêu đương phải có mật ngọt của tình yêu, ganh tị hả? Trời ơi, nổi da gà hết trơn rồi nè, ghê quá à. Thôi đừng có nói da gà, mai mốt rồi mình cũng có thôi. Mới nhắc cái người yêu nhắn tin liền à. Gì vậy? Chờ chút tôi trả lời tin nhắn rồi. Ai nhắn? Công ty Thiên Trường mời mình lên công ty để ký một số phụ lục ở trong hợp đồng. Tôi không có muốn. Sao kỳ vậy ta? Hôm bữa là mình đi họp thì bây giờ có bao nhiêu phụ lục thì cứ bàn đi rồi ký luôn hôm đó. Cái gì mà cứ dây dưa hoài đã không thích gặp mặt rồi. Trời ơi, cái mặt khó chịu như bà cô già vậy. Thì hôm bữa là chỉ mấy bàn mấy cái điều khoản trong hợp đồng thôi. Rồi hôm nay người ta bổ sung thêm một số điều khoản mới thì mình nên mình ký thêm phụ lục chứ có gì đâu. Bà nha, bà càng ngày càng khó tính á. Người ta công ty Thiên Trường là một công ty lớn, thì người ta phải làm việc với nhiều công ty và nhiều đối tác khác nhau nữa. Làm như làm có mình bà vậy. Thì biết là vậy nhưng mà tôi cũng không thích lắm. Cái mặt bà, cái biểu lộ nhăn nhó vậy giống như là bị xù kèo vậy, chứ phải được ký hợp đồng á.
Yên tâm đi, tôi làm những chú Khôi không có vấn đề gì đâu, đừng lo nha. Thiệt không? Thiệt. Thiệt là không có lăng tăng gợn sóng gì hết khi mà gặp người ta không? Không có lăng tăng gợn sóng gì hết á. Tôi nói nghe nè, để tôi điên mình cho. Gì? Bà lấy cái giấy ủy quyền đưa cho tôi đi, tôi đi qua thiên trường một mình ký được rồi. Gì? Còn bà với anh Nam á, đi xuống mấy hộ sản xuất á để ký hợp đồng với họ. Lần này mình cần một lượng nông sản lớn đó. Yên tâm đi, mấy cái chuyện này ông Nam giải quyết được hết á. Giải quyết được hết hả? Anh Nam là anh hay quên lắm đó nha. Yên tâm, để tôi nhắc nhở ông cho, không sao đâu. Làm ăn thì nói miệng không có được, bà phải nhắc anh Nam đưa hợp đồng cho người ta ký thì mới chắc ăn. Thôi đừng có nói về ông Nam nữa, giờ thay đồ đi rồi hai đứa đi lên công ty. Đi công ty? Đi lên công ty thiên trường với tôi hay là đi qua bên chỗ mấy hộ sản xuất để gặp người yêu của mình? Trời ơi, đừng có chọc tôi nữa. Tôi nói thiệt, tôi không có yên tâm khi bà lên công ty thiên trường một mình. Ôi, lên công ty giống như là vô hàng sói vậy á. Trời ơi, cái cô gái bé bỏng thiên ý đó, lúc nào cũng trình mò canh me để hãm hại bà hết trơn. Tôi không có yên tâm. Vậy có nghĩa là bà nói thiên ý là con sói, còn tôi là con cừu non á hả? Thì nghĩ là con sói còn bà cừu non hay không thì không biết nha. Qua đây, qua đây, xuống đây. Đấy, cái mặt này là không phải cừu non đâu nha. Qua đây. Tại vì trong lòng bà, tôi là con cừu non, rất là đáng yêu, rất là hiền lành và trong sáng. Còn cầm cầm nhà của mình á, rất là mạnh mẽ đúng không? Vậy thì cầm cầm ơi, truyền năng lượng cho nghe ông đi. Ủa giỡn, đi lên chứ thay đồ nữa, giỡn giỡn. Đi thay đồ nha. Đi rồi, đi thay đồ nè. Nhớ rửa tay nha. Bà là lâu hơn lắc hơn tôi á. Mỗi lần đi đâu bà hay mà có tiếng hồ vậy á. Ngân Ngân, tới ký hợp đồng hả? Dạ. Trời ơi đẹp nha. À, hôm bữa thì hẹn nhau ở nhà, hôm nay thì đi cùng tới công ty, không lẽ... Không phải như hai anh chị nghĩ đâu, hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm chuyện gì? Chào sếp. Dạ chào sếp, chào sếp. Thôi, Ngân đây nha. Sếp, em đi chỉnh giấy ký xíu nha. Thu, đợi tôi thu. Thu. Không phải nói tới cái hợp đồng hả? Nắm đây chặt chẽ, sao anh làm việc được? Xin lỗi anh. Không sao đâu, anh thấy em chủ động như vậy mà. Ý của cô là bây giờ cô không ký đúng không? Tôi không ký. Được. Nếu cô không muốn ký thì tôi không ép. Để coi ai là người thiệt thòi. Bây giờ bên tôi thu mua gấp đôi số nông sản thì tất nhiên giá phải giảm xuống chứ. Điều đó là lẽ bình thường mà. Chúng ta chưa bàn bạc về việc thay đổi giá. Thứ hai, cho dù lấy số lượng gấp đôi nhưng giá vẫn như ban đầu. Bởi vì tôi thấy giá như vậy là hợp lý cho cả hai bên. Nắm tay cũng nắm tay rồi đúng không? Ủa mắc gì tôi hung bà không cho. Ai? Ai cho? Ai cho phép? Tôi cho. Tôi phải hung bà để tôi đánh dấu chủ quyền của tôi đối với bà. Mà không được cãi, nhắm mắt lại.